đâu. Xong là khách bay những khách cứ hỏi chiều xem là nhà hàng ở trên nó trả hàng ăn. Mày làm cái gì thì nó sống về chết. Một lần sửa hết bao nhiêu tiền chị nhỉ? À? Bảo làm hàng ăn xong thì sửa hết rất nhiều tiền. Thì nó dọn đi thì phải quét dọn lại à? Vâng. Có nhà vệ sinh đấy. Thì làm hàng ăn xong, đây đang sơn lại đây chị nhìn này, đang sơn lại hết toàn bộ này. Đang sơn dở. Giao giấy. Sau 3 mét mà chị. Rất rộng luôn. Làm mọi khách. Bởi vì trong tương lai ra mặt phố thì nó tương đối là đẹp. Còn trên tầng 3 này. Trên này thì hơi cũ. Trên này chắc là khu bếp. Nói chung trên này chả là cái tầng trên chả làm gì. Đúng là chỉ phù hợp với bọn hàng ăn ở trên này xử lý bếp biết trên này. Đúng rồi, bên này có ăn ở 2 tầng dưới thì khá là ổn.